Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã tới với bài học này. Thì ở trong bài trước chúng ta đã đang giang dở ở đây. Là chúng ta cần sử dụng lời hứa để mà tiến hành cái thao tác đấy là xin số điện thoại xong rồi sạc pin xong rồi mới gọi. Thấy chưa? Mà chúng ta không sử dụng quá nhiều hàm gọi lại như là cái cách mấy video trước mà chúng ta đã làm ấy. Thì ở trong bài này chúng ta sẽ sử dụng hai lời hứa, hai promise. Thì đương nhiên là lời hứa đầu tiên nó cũng vẫn giống như vậy rồi. Xin số điện thoại y hệt như vậy luôn. Được chưa? Mình comment này đã. Ok, đây là cái công thao tác đầu tiên để xin số điện thoại. Chúng ta sẽ trả lại một lời hứa, không biết là có tìm thấy hay không, chỉ biết sau một giây. Được chưa? Tìm thấy thì trả lại cái số điện thoại, còn không tìm thấy thì trả lại cái lỗi là tao không có số thằng Nam. Được chưa? Rồi đến thao tác thứ hai là gì? Sạc pin. Được chưa? Thế thì hàm sạc pin nó sẽ là bằng với cả như lúc nãy thì mình sẽ lấy vào một cái là số điện thoại thôi, được chưa? Tham số truyền vào số điện thoại, xong sau đấy chúng ta sẽ console.log để coi như là nhìn cho nó đẹp đẹp một tí. Mình chợt nhớ ra lúc nãy mình quên mất không chạy cái mình quên mất không chạy cái phía trên này. Thôi giờ mình chạy phía trên này nhá, để các bạn nhìn thấy rằng là mọi thứ nó vẫn y hệt như cũ, nhưng mà cái cách viết nó đẹp hơn rất là nhiều. Rất là xin lỗi các bạn. Ok, chúng ta sẽ chạy là node promise. Chưa? Đây là chỉ có một thao tác, đây là xin số điện thoại xong rồi gọi cho thằng Nam luôn đấy, chứ không có sạc pin đâu đấy. Đây, gọi điện cho thằng bạn. Đấy, cho tao xin số thằng Nam đang tìm, thấy chưa? Đây rồi, số của nó là 12456, đã xin được số thằng Nam, thấy chưa? Thì đây, thì cái xin số điện thoại này chính là cái thao tác đấy. Xin số điện thoại này chính là cái thao tác mà đủ 3 dòng này, thấy chưa? Then này là thành công này, thì nó sẽ console log và in cái số điện thoại ra màn hình, đã xin được số thằng Nam 12456 ở đây, thấy chưa? Thế thì đây là, thì đấy là cái cách viết promise lúc nãy. Xin lỗi các bạn, lúc nãy mình không chạy cái file đấy. Ok, tại vì không để cái terminal ở đây nên là không nhớ ra. Ok, mình sẽ comment lại cái toàn bộ cái chỗ này. Xong rồi uncomment cái chỗ này. Ok, bây giờ đến sạc pin. Đến thao tác thứ hai sạc pin. Nó cũng giống như cái lời hứa thứ nhất là xin số điện thoại thôi. Thì chúng ta sẽ console log và đợi tí sạc pin đã. Ví dụ như vậy đi. Tiếp theo đấy là chúng ta sẽ let tạo một cái biến là coi như cháy pin thì chẳng hạn. Xong rồi sau đấy chúng ta sẽ lại giống hết như lúc nãy thôi, chúng ta sẽ có constant thao tác sạc pin. Lúc nãy chúng ta có thao tác tìm kiếm, bây giờ chúng ta cũng có thao tác sạc pin, và cũng tương tự như lúc nãy chúng ta thao tác tìm kiếm là một lời hứa, thao tác sạc pin cũng là một lời hứa. Và như mình đã nói, cái tham số của lời hứa là gì, đấy là một hàm. Hàm này luôn luôn nhận hai giá trị đầu vào, đấy là resolve và reject. Đây là cách viết cứng của JavaScript lời hứa đấy nhá. Nên là không có chuyện là thay cái resolve reject là cái gì đâu. Theo chúng ta sẽ làm mọi thứ như bình thường thôi, set timeout. Thì ở đây coi như sạc pin mất 1 giây rưỡi, giống như lúc nãy, giống như trong mấy cái bài đầu tiên ấy. Thì lúc này chúng ta sẽ ghi cháy pin chẳng hạn. Thì cháy pin này chính là cái biến này đây, cháy pin bằng false, coi như là không cháy pin. Đấy chứ. Mình sẽ ghi thế này là nếu không cháy pin, if not cháy pin này, thì chúng ta sẽ console.log sạc pin đầy, bắt đầu gọi cho Nam. Đấy chứ. Xong sau đây chúng ta giống như lúc nãy chúng ta, đây là lời hứa không cháy pin tức là thành công, đúng chưa? Và thành công chúng ta sẽ ghi là resolve, và cái biến mà chúng ta muốn trả lại cho người dùng, chúng ta cái dữ liệu mà chúng ta muốn trả lại cho cái lời hứa này, đấy chính là cái số điện thoại khi mà được truyền vào trên này thôi, đúng chưa? Còn nếu mà cháy pin, nếu mà tình huống xấu mà cháy pin thì chúng ta sẽ reject, tức là thất bại ấy, và chúng ta ghi là các bạn thích ghi gì đấy cũng được, cháy pin rồi không gọi được. Đấy. Ok, bây giờ
còn một cái thao tác cuối cùng đấy là gọi cho Nam đúng không? Cái này không phải là một lời hứa, tại vì đây là cái hành động cuối cùng rồi mà, chúng ta không phải đợi thao tác này nữa, tại vì đây là thao tác chốt hạ constant gọi cho Nam, sẽ là một hàm mà nó lấy vào là số điện thoại, xong sau đấy nó sẽ chỉ là console.log đang nói chuyện với Nam tại số, chuyển cái số đấy vào đây đó, thấy chưa? Đây chúng ta sẽ thực hiện toàn bộ các cái thao tác này, thực hiện toàn bộ thao tác. Ok, như vậy chúng ta có ba thao tác. Thứ nhất là lấy số điện thoại, xin số điện thoại. Thứ hai sạc pin, thứ ba là gọi cho Nam. Đầu tiên là gì? Xin số điện thoại. Đấy, thấy chưa? Và xin số điện thoại trả lại cái gì? Nó là một lời hứa. Đây, return thao tác tìm kiếm. Thao tác tìm kiếm là bằng một lời hứa, như ở trong video trước chúng ta đã nói. Thế thì chúng ta sẽ xuống dòng, chấm đen. Nó trả lại cái gì? Đây lời hứa đấy, nếu mà thành công nó sẽ trả lại đâu phía trên này chứ. Thành công nó sẽ trả lại là số điện thoại. Chưa? Thì cái then này, trong này sẽ là một hàm. Và hàm đấy sẽ nhận cái tham số đầu tiên là số điện thoại. Và nhận được số điện thoại xong rồi thì làm gì? Nhận được số điện thoại xong rồi thì là tạm thời để mình cứ để như này đã. Mình catch đã. Tức là nếu mà xin số điện thoại mà thất bại thì bây giờ lỗi không xin được, ví dụ như vậy thì nó sẽ log cái lỗi đấy ra thôi, lỗi không xin được. Thì cái lỗi không xin được này nếu mà thất bại ấy, thì nó sẽ ở cái này đây, nó sẽ chính là cái mà tao không có số thằng Nam này, thì nó sẽ in cái này ra màn hình đấy. Chuẩn đây, đây là thất bại. Quay lại cái lời hứa nhá, quay lại cái thành công khi mà xin số điện thoại nhá. Thì sau khi xin xong số điện thoại thành công rồi thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ sạc pin, thấy chưa? Và các bạn bắt đầu thấy là nó cái thao tác nó mượt mà hơn rất nhiều so với việc là sử dụng hai hàm gọi lại như là ở trong mấy cái video đầu, đúng chưa? Sạc pin này, cái hàm sạc pin này nó nhận vào một cái số điện thoại, đúng chưa? Đây, nãy mình tạo cho nó như vậy thì, ok, chúng ta cũng truyền cái số điện thoại này vào thôi. Thì cái số điện thoại đây chính là cái số điện thoại này. Chuẩn chưa? Chính là cái số điện thoại này truyền vào cái sạc pin thôi. Và tương tự như là cái thao tác thứ nhất thì sạc pin, trong đấy cũng có cái gọi là thao tác sạc pin, thì nó là lời hứa và nó cũng trả lại, chưa trả lại ở đây nhưng mình phải trả lại return thao tác sạc pin, trả lại cái lời hứa đấy. Thì khi mà trả lại lời hứa rồi thì chúng ta lại y hệt như vậy, chúng ta lại then ở đây và trả lại cái gì? Vẫn trả lại cái số điện thoại đấy. Thì lại trong này lại là một hàm mà tham số đầu tiên là số điện thoại, và trong đó chúng ta sau khi mà sạc pin thành công rồi chúng ta làm gì ở đấy? Chúng ta gọi cho Nam, rất đơn giản, chúng ta gọi cho Nam và gọi cho Nam cũng có một cái số điện thoại tham số ở đây, chúng ta ghi là số điện thoại ở đây, thế cũng được, rất đơn giản. Thực ra ở chỗ sạc pin này không cần số điện thoại này cũng được, tại vì cái số điện thoại này có thể chui thẳng vào đây luôn, chỗ này chúng ta có thể bỏ đi được cũng được. Và nhưng mà đương nhiên khi đấy thì trên này chúng ta cũng phải bỏ cái số điện thoại đi, thấy chưa? Và chúng ta chỗ này chúng ta chỉ cần resolve chấm thôi, chúng ta không trả lại cái gì cả, miễn là thành công là được, đúng chưa? Thì gọi cho Nam nó cũng vẫn nhận cái số điện thoại, nhưng mà nó sẽ lấy được cái xin số điện thoại từ tận trên này cơ, chứ nó không lấy từ đây, thấy chưa? Đấy, đơn giản. Ok, thế thì nếu mà sạc pin mà không thành công, pin cháy thì sao? Chấm catch chỗ này hơi lỗi ở đây, chấm catch lỗi khi sạc pin, chúng ta console.log lỗi khi sạc pin thôi. Đấy, thấy chưa? Nhìn thấy nó đẹp hơn rất nhiều chưa? Xin số điện thoại này, nếu thành công thì sạc pin, nếu sạc pin thành công thì gọi cho Nam, còn nếu mà sạc pin không thành công thì là in cái lỗi khi sạc pin, còn nếu mà khi mà xin số điện thoại mà nó không thành công thì chúng ta ghi là in cái lỗi khi mà không xin được số điện thoại, thấy chưa? Đấy, bây giờ chúng ta chạy cái file này thôi. New terminal node promise, được chưa? Gọi điện cho tao xin số thằng Nam đang tìm, đây rồi, số của nó là 12456. Đợi tí sạc pin đã, đây bắt đầu cái sạc pin này, sạc pin đầy, bắt đầu gọi cho Nam, đây sạc pin thành công. Ở đây là cái gọi cho Nam đây. Để gọi là chạy qua cái mà không thành công nhé. Đây, thì ví dụ như nếu mà chỗ này chúng ta thay bằng
cái thao tác tìm kiếm này chúng ta fail, chúng ta thất bại, chúng ta sẽ việc đã tìm thấy bằng false. Thì ở đây thao tác tìm kiếm thất bại, tức là cái xin số điện thoại này thất bại, đúng chưa? Thì khi mà xin số điện thoại thất bại thì nó sẽ in cái lỗi ra ở cái chỗ này, nó thậm chí nó còn không chạy vào đây, nó hoàn toàn không chạy cái đoạn này, thấy chưa? Tại vì nó thất bại nên nó sẽ chạy thẳng vào đây. Chúng ta chạy lại chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy đấy là tao không có số thằng Nam, thấy chưa? Đang tìm mà tao không có số thằng Nam, nó hoàn toàn không chạy vào cái thao tác thứ hai, đấy là thao tác sạc pin, thấy chưa? Và để mà biểu diễn thêm một lần nữa thì bây giờ thế mà nếu mà tìm thấy số điện thoại nhưng mà sạc pin hoặc pin cháy thì sao? Đây mình sẽ ghi cháy pin bằng true, thấy chưa? Thì nó sẽ thất bại, sạc pin cháy. Thì khi đấy xin số điện thoại thành công nhá, thì nó sẽ đi vào then chứ nó không đi vào catch, nó đi vào then này, xong rồi sạc pin này. Sạc pin không thành công tại vì pin cháy thì nó sẽ không đi vào cái dòng này, nó sẽ đi vào cái dòng này catch ở đây. Thì nó sẽ in ra cái lỗi khi sạc pin, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là lỗi cháy pin ở đây, được chưa? Đây gọi điện cho thằng bạn này, tìm thấy số điện thoại rồi này, đợi tí sạc pin để bắt đầu sạc pin này, nhưng mà cháy pin rồi, không gọi được, thì nó sẽ không thực hiện cái thao tác là gọi cho Nam nữa tại vì cháy pin. Ok, nên đấy là cái ma thuật của Promise. Thì hy vọng rằng là cái Promise này giúp các bạn viết code rất là đẹp đẽ, sạch sẽ. Ở trong bài sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái mà nó còn xịn hơn Promise, đấy chính là cách sử dụng Async Await. Đây là chức năng mới, một cái rất là tuyệt vời của ES8. Promise và ES6 đã, các bạn thấy là nó đã gọn hơn rất là nhiều, thì sang ES8 có hàm Async Await thì nó còn đẹp hơn các bạn lần. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.